Chương 184, da thô thịt dày, trong làng gió máu, diệp thành nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đột nhiên bước chân của hắn bắt đầu thay đổi, trở nên chậm lại, nhưng trong mỗi bước đi lại tăng thêm một phần khí uẩn không thể giải thích. Phục. 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 Hồ ảnh màu máu vẫn đang bay qua, những vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều nhưng dường như hắn hoàn toàn không hay biết, chẳng hề quan tâm, toàn bộ tâm trí của hắn đang chìm đắm trong ý cảnh vô cùng huyền diệu mặc dù bị áp chế bởi nguyệt ảnh thất tinh hoàng. Nhưng hắn lại thấy cơ thể mình nhẹ bẩn như một làn gió. Ngay sau đó bước chân của hắn bắt đầu tăng tốc, mặc dù hỗn loạn nhưng rất kỳ lạ, mỗi bước đi dường như đi được một quãng đường cực dài, để lại cái bóng màu vàng ống phía sau, không thể phân biệt rõ vệt nào mới là bản thể của hắn. Không biết từ lúc nào, tốc độ phong hồ trong mắt hắn trở nên chậm lại, khuôn mặt thật của phong hồ trong mắt hắn trở nên cực kỳ rõ ràng. Rừ. Rừ phong hồ bay tới bay lui bắt đầu có chút cáo kỉnh, Diệp Thành trong mắt chúng thay đổi thân pháp kỳ lạ. Nhìn có vẻ chậm nhưng khi chúng vồ tới thì Diệp Thành luôn né được. Tiểu tử này có khả năng lĩnh hội thật đáng sợ, sở huyên ở trên mây mỉm cười, trong nụ cười mang theo vẻ rất ngạc nhiên. Xem ra chịu khổ cực trong chín ngày qua cũng không ổn, sở huyên khẽ cười. Hú! Rừ! Đám phong hồ bên dưới càng trở nên cáo kỉnh. Ngược lại, Diệp thành lại càng bình tĩnh ung dung hơn mặc dù hắn vẫn bị thương nhưng rõ ràng đã dần bắt kịp tốc độ của phong hồ hắn đến rồi đi không thấy bóng dáng như một cơn gió không biết từ khi nào hắn khẽ nhất cánh tay lên chân khí trong vùng đan hải trào dân mãnh liệt dồn vào lòng bàn tay các ngón tay còn có điện lôi bao quanh bôn lôi chưởng hắn bất ngờ gầm lên một tiếng thật lớn rồi tung ra bôn lôi chưởng hú sau đó một con phong hồ đang lao tới bị bôm lôi trưởng của hắn đánh ngã lộn nhào. lúc này diệp thành cũng chậm rãi mở mắt ra, khẽ cười một tiếng, tốc chi đạo thật kỳ diệu. hắn biết mặc dù tốc độ của mình đã có bước nhảy vọt về chất, nhưng tốc độ là vô tận. những gì hắn lĩnh hội được sẽ mãi chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, nếu muốn tiến xa hơi cần phải trải qua muôn ngàn thử thách trong nhiều năm tới. tu luyện tốc độ dừng ở đây được rồi, sở huyên ở trên đám mây vất tay đưa diệp thành đi. thằng thằng làng huyền băng dường như diệp thành nhận ra con yêu thú này hắn đánh giá dựa theo sách giới thiệu yêu thú hung tàn da dày thực lực có thể sánh với tu sĩ chân dương mạnh hơn phong hồ những tu sĩ cảnh giới chân dương bình thường đều không phá nổi phòng ngự của nó trong lòng diệp thành đã có dự cảm không lành không cần nói cũng biết sắp tới sở huyên sẽ cho hắn đánh nhau với thằng làng huyền băng thằng làng huyền băng có thể rèn luyện sức mạnh cho ngươi sở huyên mỉm cười khóe miệng diệp thành giật giật không khỏi nhìn sở huyên, sư phụ này, lần trước là phong ảnh, sau là phong hồ, lần này lại là thằng làng huyền băng, sao con cảm giác sư phụ không coi con là người thế? Sư phụ huấn luyện kiểu này, sớm muộn gì con cũng chết. Ngươi vốn đã khác thường, sao có thể huấn luyện như bình thường được? Sở huyên nhún vai không cho là đúng. Chương 185, ngươi có chân hỏa, con muốn về nhà. Mơ đi, sở huyên nhấc chân, đá Diệp Thành xuống. Diệp Thành vừa rơi xuống, thằng làng huyền băng khổng lồ đã phát hiện ra hắn hú sau đó là tiếng trống đinh tai nhức ốc của thằng làng huyền băng tiếng trống ấy có sóng âm vang dội cổ thụ đổ ngang tảng đá sụp xuống diệp thành cũng bị tiếng trống này chấn động hai tay chảy máu không phải độ hung hãn bình thường diệp thành chật vật lùi về phía sau gầm thằng làng huyền băng đã bắt đầu di chuyển cơ thể to lớn của nó mặt đất trung chuyển trái miệng to như máu phun ra khí băng hàng giống như thủy triều cuộn trào về phía diệp thành những nơi nó đi qua tảng đá hay cổ thụ đều bị nhấn chìm hoa cỏ bị đóng thành băng mặt đất cũng kết thành băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường tiên hỏa diệp thành thấy vậy trong lòng cảm thấy kinh hãi tiên hỏa trong vùng đan hải tuôn ra bảo vệ cơ thể hắn hắn mau chóng lùi lại phía sau ngươi có chân hỏa sở huyên đang khoanh chân ngồi trên đám mây đột nhiên đứng lên kinh ngạc nhìn diệp thành đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên vẻ mặt hiển nhiên không biết diệp thành lại có tiên hỏa con vốn đã có rồi diệp thành sửng sốt ngỡ ngàng nhìn sở huyên sư phụ không biết sao ngươi có chắc ngươi từng nói với ta không sở huyên tức giận nhìn diệp thành con tưởng trưởng lão từ phúc nói cho sư phụ rồi sở huyên không nói nữa chỉ dây mạnh đầu mày từ phúc chưa nói cho cô chắc chắn là vì nghĩ diệp thành đã nói rồi hai người ai cũng tưởng người kia đã nói nhưng lại chưa có ai nói. Nên đến giờ cô vẫn chẳng hay biết gì. Tiểu tử này đã có chân hỏa, vậy cũng là luyện đan sư, dường như sở huyên đã hiểu ra một số chuyện. Chẳng trách sư huynh từ phút lại coi trọng Diệp Thành như thế, không tiếc cả đồ đệ bảo bối của mình cho Diệp Thành trong khi Diệp Thành mới chỉ ở cảnh giới ngưng khí. Thảo nào hắn có thể luyện bí thuật mang hoang luyện thể. Nói đến đây, sở huyên lặng lặng nhìn Diệp Thành bên dưới, vẻ mặt tức giận, tiểu tử ngươi giỏi lắm làm sư phụ ngươi bao lâu cũng không được thấy chân hỏa của ngươi ngươi cũng nhẫn tâm đấy trú bên dưới thằng làng huyền băng đã thể hiện sức mạnh thần kỳ khí huyền băng cuồn cuộn nhấn chìm diệp thành có chân hỏa không chết được sở huyên liếc mắt sau đó lại khoanh chân ngồi xuống quả nhiên cô vừa ngồi xuống khí huyền băng như cơn thủy triều đã bị phá ra một khe hở diệp thành lao ra từ đó ầm ừ. Bàn chân phủ đầy hàng băng của thằng làng huyền băng dẫm xuống, mặc dù là bàn chân nhưng còn lớn hơn cả người Diệp Thành. Trong mắt Diệp Thành, bàn chân của thằng làng huyền băng như một tảng đá. Ung. ầm um. Diệp Thành vừa dừng bước, cái đuôi khổng lồ thô ráp của thằng làng huyền băng đã quất tới. Diệp Thành vội lấy kiếm thiên khuyết trắng phía trước. Trầm. Đuôi thằng làng huyền băng sượt qua thanh kiếm thiên khuyết. Phát ra âm thanh trầm đục mà Diệp Thành cũng bị đuôi nó hất văng ra xa hơn 10 trường, làm gãy mười mấy cây cổ thụ chọc trời, sụp đổ một tảng đá lớn. Diệp Thành chật vật bò ra khỏi đống đá vụn, phun ra máu, cánh tay đã chảy máu đầm đìa, xương trong người không chỉ gãy một đoạn, chương 186, kết hợp tốc độ và sức mạnh, ầm. Rầm. Quỳnh. Thằng lằn huyền băng ở cách đó không xa lại lao tới lần nữa, tuy rằng cơ thể to lớn nhưng tốc độ rất nhanh, mỗi lần nó dậm chân xuống đều phát ra âm thanh va chạm bình quỳnh, còn mang theo một trận cuồng phong dữ dội. Đến ta rồi, Diệp Thành lực người nhảy lên, dùng chân khí vào lòng bàn tay rồi tung bôn lôi trưởng ra. ầm, uhm. trưởng ấn đáng sợ đánh trúng người thằng Làng Huyền Băng nhưng không hề ảnh hưởng đến nó dù chỉ một chút. Thằng Làng Huyền Băng tức giận, một lần nữa phun ra khí Huyền Băng, còn Diệp Thành đã tránh được từ trước, hắn nhảy lên lưng thằng Làng Huyền Băng, không nói thêm lời nào cứ thế vung kiếm thiên quyết, gắn sức chém xuống. Ken. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Diệp Thành sửng sốt trên lên một tiếng rồi lùi về sau, hai cánh tay tê dại. Thằng làng huyền băng đúng như trong sách giới thiệu yêu thú nói, da nó không chỉ dày khác thường mà phòng ngự cũng mạnh dị thường. Bôn lôi trưởng. Một nhát kiếm không thể khiến thằng làng huyền băng bị thương, Diệp Thành lại vung cánh tay lên, bôn lôi trưởng lại dán mạnh xuống lưng thằng làng huyền băng tuy nhiên diệp thành phải chịu thiệt một lần nữa một chưởng này hình như đã đánh trúng tấm thép cứng trên lưng thằng làng huyền băng không khiến nó bị thương mà ngược lại hắn còn bị phản lực làm cho khóe miệng trào máu rào sau khi bị diệp thành tấn công hai lần liên tiếp thằng làng huyền băng trở nên tức giận cong cong vẫy huyền băng trên lưng nó dựng ngược sau đó nó rít lên bắn vẫy về phía diệp thành với số lượng cực kỳ nhiều thiên canh kiếm trận diệp thành dơ kiếm lên phòng thủ bằng thiên canh kiếm trận. Phút. Chiếc đuôi khổng lồ của thằng làng huyền băng vung lên với lực cực mạnh, phá tan thiên canh kiếm trận của Diệp Thành ngay tại chỗ, Diệp Thành bị văng ra xa, đập vào một tảng đá khiến nó vỡ vụn. Gừ. Thằng làng huyền băng gầm rú, di chuyển cơ thể lại gần. Hám sơn. Diệp Thành đột nhiên đứng dậy, tung ra một quyền bá đạo. Nhất dương chỉ. Sau đó một ngón tay của hắn lóe sáng. Hàng Long cuối cùng bí thuật hàng long bá đạo cũng được sử dụng. Bùng! Bùng! Hàng loạt đòn tấn công ập lên người thằng làng huyền băng, nhưng không thể lay chuyển được nó mà ngược lại hắn còn bị đánh bật bay ra một lần nữa. Thằng làng huyền băng to lớn, nặng nề, lực phòng ngự bá đạo, hắn liên tục triển khai bí thuật nhưng cũng chỉ như gãi ngứa cho nó. ầm uhm. Diệp Thành bay ra, lại một tảng đá to nữa sụp đổ. Khốn khiếp! Diệp Thành lớn tiếng chửi hắn rút ra một con dao vàng, sau đó xoay người nhảy lên. Nhúng một chân xuống rồi làm cú tung người cao hơn ba trượng, sau đó hai tay hắn thì cầm dao dơ qua đầu rồi chém xuống. Bác hoang trảm, theo tiếng hét của Diệp Thành, một tia đao mang dài ba trượng xuất hiện, đập thật mạnh vào lưng thằng làng huyền băng. Tiểu tử này học được đao pháp bá đạo ở đâu thế? Sở huyên đang ngồi trên đám mây, thấy Diệp Thành thi triển bác hoang trảm thì trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên ánh nhìn kinh ngạc. Với tầm hiểu biết của cô đương nhiên biết sự đáng sợ của bác hoang trảm. Ken Đúng lúc này, âm thanh kim loại va chạm lại vang lên, Diệp Thành chém một đao bác hoang vào lưng thằng làng huyền băng, tuy cọ sát ra tia lửa nhưng cũng chỉ để lại vết dao nông trên lưng nó mà thôi. Trắc Đột nhiên con dao vàng vỡ vụn. Phục Sau đó Diệp Thành phun ra một nguồn máu. Bác hoang trảm tuy bá đạo nhưng vẫn không phá được phòng ngự của thằng làng huyền băng còn hắn lại bị lực phản kinh hoàng làm cho hộp máu, người bay ra ngoài. Rầm. Bức tường đá cứng cách đó không xa bị hắn va vào đổ sập. Lúc này sở huyên mới ra tay, hất đá vụn ra rồi kéo Diệp Thành đang cả người đầy máu lên. Mặc dù trận chiến với thằng làng huyền băng rất ngắn, nhưng Diệp Thành đã dốc hết sức vận dụng bí thuật, đặc biệt là chiêu bác hoang trảm cuối cùng đã rút hết chân khí trong cơ thể hắn, khiến hắn không còn sức chiến đấu. Trên sườn dốc của một ngọn núi nhỏ, sở huyên đặt diệp thành xuống nhét một viên linh đan vào miệng hắn rồi truyền linh lực cho hắn không biết diệp thành tỉnh lại khi nào nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhật trong cuộc tỉ thí với phong hồ những vết thương của hắn đa phần chỉ là ngoài da nhưng đấu với thằng làng huyền băng hắn lại bị thương ở bên trong lực phản của nó khiến xương cốt và kinh mạch hắn đau đớn vô cùng thằng làng huyền băng khó đối phó hơn phong hồ diệp thành ủ rũ nói da nó không chỉ dày như bình thường đâu cho dù tốc độ của con vượt xa nó nhưng con đã sử dụng rất nhiều bí thuật mà cũng không phá được phòng thủ của nó sao sợ rồi à sở huyên nhìn diệp thành đầy hứng thú đấu với phong hồ sư phụ để con chịu đòn chính ngày mới chỉ cho con sư phụ nói thẳng đi đấu với thằng làng huyền băng sư phụ định để con chịu đòn bao nhiêu ngày mới chịu chỉ diệp thành mong ngóng nhìn sở huyên người muốn mấy ngày sở huyên mỉm cười nhìn diệp thành Tốt nhất là sư phụ nói cho con luôn đi, Diệp Thành xoa tay cười hì hì, nói sớm xong sớm mà. Ngươi nằm mơ đi, sở huyên chỉ nói một câu đã khiến Diệp Thành á khẩu. Nói xong sở huyên lại xách Diệp Thành lên bằng một tay, bay về khu rừng rậm có thằng làng huyền băng. Gừ. Ngay sau đó lại có tiếng gầm gừ của thằng làng huyền băng vang lên trong rừng rậm. Quyết chiến lần nữa, tình thế của Diệp Thành vẫn thảm hại như trước. Thua một cách triệt để, hắn đã dùng hết thủ đoạn mình có nhưng vẫn thất bại thảm hại, phòng ngự của thằng làng huyền băng quá bá đạo ép hắn không ngẩng đầu lên nổi. Giống như tỉ thí với phong hồ, mỗi lần hắn được sở huyên đưa về đều toàn thân đẫm máu, sau khi vết thương lành lại bị ném vào tiếp. Cứ như vậy, chớp mắt đã 5 ngày trôi qua. Nhưng trong 5 ngày này, Diệp Thành cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất trong những trận chiến liên tiếp, sức mạnh của hắn ngày càng tăng lên, hơn nữa có mấy lần hắn đã có thể lên cấp ngay tại đó sáng sớm khi trời còn chưa sáng diệp thành đã bị lôi đi đánh nhau với thằng làng huyền băng kết hợp tốc độ và sức mạnh vừa ném diệp thành xuống sở huyên đã nói ra mấy chữ này là sao ạ à? sau khi tung ra một trưởng ở dưới diệp thành ngẩng đầu nhìn về phía sở huyên sức mạnh tuyệt đối cần phối hợp với tốc độ tuyệt đối tích tụ năng lượng tuyệt đối bộc phát tốc độ nhanh chóng mới phát huy được uy lực bất khả chiến bại đạo lý nằm trong đây ngươi tự lĩnh hội đi một trường Diệp Thành vẫn chưa ra tay. Rào. Thằng làng huyền băng gầm lên hung tàn, cái miệng to như chậu máu sắp nuốt Diệp Thành vào trong. Nhưng lúc này Diệp Thành đã di chuyển, tốc độ tăng lên đến cực điểm, sức mạnh tích tụ trong nắm đấm đạt tới cực hạn, hắn vung nắm đấm ra. Tránh ra cho ta, Diệp Thành quát lên một tiếng, cú đấm của hắn đập mạnh vào hàm trên của thằng làng huyền băng, chương 187, phá quang, phục. Đột nhiên máu tươi bắn ra, hàm trên rắn chắc của thằng làng huyền băng bị cú đấm của Diệp Thành Thục cho đau đớn. Rào. Thằng làng huyền băng rít lên dữ dội. Tiểu tử được lắm, cú đấm này không tồi, sở huyên thở vào nở nụ cười được an ủi phần nào. Nhất phi xung thiên, Diệp Thành ở bên dưới đã đạp ra tiên hỏa vân bay lên cao, đợi tới khi đạt tới độ cao 100 trượng hắn mới lao từ trên cao xuống. Tiên hỏa màu vàng kim bao quanh cơ thể hắn. Lại còn có thể bay lên trời. Sở Huyên không khỏi bất ngờ. Sở Huyên xoa xoa cầm có vẻ nghĩ thông ra một số chuyện. Bờ vực thẳm của Linh Thảo Viên cũng phải cao ít nhất 30.000 trường, kể cả một người ở cảnh giới không minh như cô cũng không dám khinh xuất ngự không xuống đó. Nếu như bay từ dưới vực thẳm đó lên trên thì cũng rất tốn sức, thế nhưng Diệp Thành lại có thể thông thả lên trên. Là vì có tiên hỏa này sao? Nói vậy thì hắn có thể vượt qua vực thẳm đó nhanh như vậy là dựa vào án mây tiên hỏa này sao? Sở huyên nở nụ cười đến mê người, tiểu tử, ngươi đúng là ngày càng thú vị đấy. Ở một nơi khác, Diệp Thành bước trên mây tiên hỏa, hắn đã bay ở độ cao cao nhất mà mình có thể đạt được, sau đó Diệp Thành giống như ngôi sao vàng lấp lánh lao vút xuống với tốc độ nhanh vô cùng, tiên hỏa bao xung quanh Diệp Thành sáng chói. Rào! Bên dưới, thằng lằn huyền băng rít lên, nó lại lần nữa há ngoạt cái mồm máu của mình ra rồi nhả ra khí huyền băng cuồn cuộn. Có điều tiên hỏa và huyền băng tương khác diệp thành lại được tiên hỏa bao quanh nên cứ thế xông quá khí huyền băng kia chân khí toàn thân trong chốc lát cũng được đẩy vào nắm đấm chỉ đợi thời khắc then chốt là tung ra phá cho ta diệp thành hô lên cơ thể hắn cứ thế sát phạt vào trong cái miệng há ngoạc của thằng làng huyền băng sau đó một đấm thực lực của diệp thành được tung ra đánh vào trong bụng của thằng làng phục máu tươi với mùi hôi nồng nặc bắn vọt ra khỏi miệng thằng làng cao hơn ba trượng lại là dòng máu tươi bắn vọt ra ngoài, sau cú đấm sát phạt vào trong bụng thằng lằn, Diệp Thành đã rạch một khe hở ở bụng nó, sau đó chui ra ngoài từ vị trí này. Hả hê. Sau khi phá được phòng ngự của thằng lằn Huyền Băng, Diệp Thành lại lần nữa nhảy lên sống lưng thằng lằn giơ tay vung đấm. Phục. 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 Sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh Mặc dù Diệp Thành vẫn chưa lĩnh hội được hoàn toàn nhưng nhờ có sự phối hợp giữa tốc độ và sức mạnh mà hắn quả thực đã phá được phòng ngự của thằng làng huyền băng, chỉ cần tung nắm đấm là thấy máu chảy. Phần lưng sần lớp vảy cứng của thằng lằn bị từng đấm của hắn nện xuống máu chảy loang lổ. Rào, rào, thằng làng huyền băng điên cuồng rú rít, nó xoay thân hình khổng lồ bên trong bụi cây, đè lên từng lớp cây cổ thụ rồi lại khiến từng tảng đá bị cụt nát. Đại chiến tới đây, Diệp Thành đã chìm vào cảnh giới quên đi bản thân mình, từng đấm mang theo sức mạnh và tốc độ tối đa phối hợp với nhau cứ thế vung lên rồi lại nện xuống. Được rồi, tu luyện đến đây là kết thúc, sở huyên lên tiếng. Không vội, sư phụ đợi con đã, Diệp Thành lại lần nữa sát phạt về phía sau thằng làng huyền băng, sau đó hai tay hắn túng chặt lấy cái đuôi thằng làng, Diệp Thành lúc này giống như loài súc sinh hất thằng làng lên. Rầm. Ngay sau đó, cơ thể khổng lồ của con thằng làng bị hắn quật thật mạnh xuống đất con thằng làng dãy dụa trên mặt đất tạo ra cái hố to kịch. Lại lần nữa. Diệp Thành nóng máu, tiếp tục quật thằng làng. Bịch. 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 Cứ như vậy, từng âm thanh nặng nề vang dội khắp khu rừng, thằng làng bị hắn quật máu me be bét chảy đầy mặt đất, tạo thành dòng máu như dòng suối nhỏ. Không biết từ bao giờ, tiếng vang dữ dội mới chấm dứt, Diệp Thành trao đảo leo lên đỉnh đầu thằng làng, dán cú đấm vào đầu nó rồi lôi ra một viên đá phát sáng từ trong đầu nó đó chính là thú nguyên, là tinh nguyên trong cơ thể thằng lằn. Đánh xong rồi. Sở huyên từ từ bước xuống từ trong hư không. Con đánh xong rồi, Diệp Thành cầm lấy viên thú nguyên kia theo thào nói. Ăn thú nguyên đi, có lẽ ngươi có thể tiến giới tới cảnh giới nhân nguyên đấy, sở huyên mỉm cười nói. Diệp Thành lập tức nhảy lên một vách núi. Ngồi khoanh chân tĩnh lặng rồi nuốt thú nguyên của thằng làng huyền băng. Ngay sau đó, tiên hỏa sụp sôi, giúp Diệp Thành luyện hóa viên thú nguyên kia không thể phủ nhận thú nguyên trong cơ thể thằng làng huyền băng có tinh nguyên dồi dào vừa được luyện hóa đã chảy khắp các kinh mạch lớn của diệp thành bù đắp lại phần năng lượng mà hắn vừa tiêu hao khí tức diệp thành ngày một mạnh lên chịu đựng ở cảnh giới ngưng khí lâu như vậy rồi lần này không lên được cảnh giới nhân nguyên là không xong diệp thành thầm nhũ. cả chặng đường vùng đan hải rộng lớn thực sự đã cho hắn luồn sức mạnh khủng khiếp hơn người thế nhưng cũng vì dung lượng lớn của vùng đan hải mà mỗi lần đột phá cảnh giới Diệp Thành phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn các tu sĩ khác. Đây mới chỉ là cảnh giới thấp, vả lại tu vi càng cao thì đột phá càng khó khăn, giống như ở Ngọc Nữ Phong hắn thử phá quan lên cảnh giới nhân nguyên, nhưng cũng vì căn cơ quá thâm hậu nên không những không thể đột phá mà ngược lại còn khiến bản thân mình bị thương. Hiện giờ khác rồi. Sau nhiều ngày rèn luyện ma lực, Diệp Thành có thể ngưng tụ sức mạnh lớn hơn, tu vi của hắn cũng đạt tới cảnh giới mới còn thú nguyên của thằng làng huyền băng chính là bước ngoặt giúp hắn đột phá. Con yêu thú thế này có thể so sánh với cảnh giới chân dương. Tinh hoa trong cơ thể nó quả là dồi dào có thể so sánh với linh đan phẩm giới không hề thấp. Từng âm thanh sấm sét đột nhiên vang lên khiến sở huyên không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn hư không. Rầm. Đùng. Tiếp đó, từng tiếng động rầm trời vang lên, bầu trời trong xanh lúc này chợt có mây và gió kéo đến, từng đám mây đen ngưng tụ lại, cả bầu trời và mặt đất chìm trong một màu u ám, giữa những đám mây đen rất dày kia xoẹt qua từng tia sét, trời xanh như phẫn nộ. Đó, đó là. Sở Huyên thẫn thờ nhìn vào hư không. Là thiên kiếp, Sở Huyên thay đổi hẳn sắc mặt, chương 188, bị sét đánh trúng, rầm. Ầm. Ầm. Trời đất u ám. Mây gió ùn ùn kéo đến, tiếng sấm rền dữ dội, từng đám mây đen nặng trĩu như muốn đè sập cả khoảng đất. Sao lại là thiên kiếp? Sở huyên với vẻ mặt không sao tin nổi nhìn vào bầu trời, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Đó, đó là gì ạ? À? Diệp Thành ngồi trên vách núi đang chuẩn bị hấp thu linh khí của đất trời thì bị tiếng sấm rền kia làm thức tỉnh. Hắn ngỡ ngàng nhìn vào không trung, đây là lần đầu Diệp Thành thấy cảnh tượng u ám thế này. Thiên kiếp! Thiên kiếp! Diệp Thành ngỡ ngàng, hắn nhớ tới mình từng đọc ở đâu đó. Trên đời có một loại người vượt qua tạo hóa, gặp phải sự đố kỵ của trời xanh nên trời xanh giáng thiên kiếp để tiêu diệt người này. Đây, đây chính là thiên kiếp. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn vào hư không, từ khi trở thành tu sĩ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy thiên kiếp, cảnh tượng hùng tráng với uy lực tiêu diệt tất cả khiến hắn run rẩy. Ai mà mạnh đến mức khiến thiên kiếp xuất hiện thế này? Nhìn lên bầu trời, Diệp Thành tặc lưỡi, còn nhìn gì nữa, đó chính là thiên kiếp của ngươi đấy, thấy Diệp Thành tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, Sở Huyên vội nạt: "Của của con." Diệp Thành thẫn thờ, "Con chỉ mới tiến giới tới cảnh giới nhân nguyên, sao lại kéo thiên kiếp tới được?" Thiên kiếp không dựa vào tu vi, chỉ dựa vào tài năng." Sở Huyên vội nói. Nói rồi Sở Huyên lùi về sau, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Thành, "Thiếp kiếp cần ngươi đi độ, vi sư không thể giúp ngươi được, độ qua được thiên kiếp thì sống, không qua khỏi thì sẽ hồn bay phách lạc." "Con." Diệp Thành run rẩy đứng dậy giống như con kiến trên chảo lửa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiên kiếp, và lại lần đầu thấy thiên kiếp lại chính là thiên kiếp của mình. Sư phụ, người nói cho con biết làm thế nào để vượt qua được thiên kiếp này đây. Trong lúc cuốn, Diệp Thành nhìn ngay sang sở huyên. Thời gian của thiên kiếp có hạn. Trong thời gian này cho dù ngươi trốn cũng được, chống lại cũng được, cái ngươi cần làm chính là sống sót bằng mọi giá, cố gắng chịu đựng. Nghe vậy, Diệp Thành nhanh chóng lật tay lấy ra thanh thiên khuyết, hắn nhìn vào hư không, không dám có bất cứ sơ suất nào. Trầm. Ngay sau đó, trong hư không có một tia sét đánh xuống. Diệp Thành cố gắng nắm thật chặt thanh thiên quyết để chặn lại. Bang. Đường sét kia đánh trúng thanh thiên quyết. Phục. Diệp Thành lập tức quỳ xuống đớ, phun ra cả miệng máu, đôi tay cầm kiếm đột nhiên dính đầy máu. Cả cơ thể hắn bị đánh bay đi, sườn núi nơi Diệp Thành đứng cũng vì tia sét kia giáng xuống mà nứt ra, đất đá lăn xuống dưới mạnh vậy sao? Diệp Thành kinh ngạc, cố gắng đứng dậy. Rầm. Đùng. Đoàn. Ngay sau đó, tia sét lại giáng xuống, vả lại số lượng không hề ít, tất cả đều hướng về phía Diệp Thành. Diệp Thành thấy vậy thì quay đầu bỏ chạy. Có điều những tia sét kia như có linh tính, hắn chạy tới đâu chúng đuổi theo tới đó. Rệt. Từng tia sét rẽ ngang trời giáng xuống mặt đất, Diệp Thành bay đi còn chưa đáp đất đã lại có thêm một tia sét nữa đánh xuống hắn tiếp tục trúng chiêu mặt đất nơi hắn đứng còn bị nứt lìa ngay sau đó là tia sét thứ ba diệp thành vừa đứng dậy đã phải đánh đổi bằng cơ thể đẫm máu ở phía xa sở huyên căng thẳng nhìn về phía này có vài lần cô định tới chỗ diệp thành nhưng rồi cuối cùng lại thôi thiên kiếp không phải trò đùa cho dù là ai chỉ cần cố tình xông tới cũng sẽ bị kéo tới phải ứng kiếp cùng sở huyên thật sự muốn tới đó nhưng như vậy vô hình chung cô lại đang hại Diệp Thành. Nên biết rằng thiên kiếp mà một người ở cảnh giới không minh như sở huyên kéo tới đương nhiên sẽ có khả năng khiến Diệp Thành hồn bay phách lạc. Là vi sư đã đánh giá thấp khả năng của con rồi, sở huyên nắm chặt tay. Thiên kiếp mà Diệp Thành kéo tới vượt ngoài sức tưởng tượng của cô khiến cô trở tay không kịp. Một người ở cảnh giới không minh như sở huyên còn chưa bao giờ phải đương đầu với thiên khuyết. Không ngờ Diệp Thành mới chỉ bước vào cảnh giới nhân nguyên đã phải ứng kiếp rồi khả năng như vậy thật khiến cô phải kinh ngạc. Vi sư không giúp được con, mọi thứ đều phải dựa vào con rồi, không thể tiến tới giúp Diệp Thành, sở huyên chỉ có thể không ngừng cổ vũ cho Diệp Thành cố gắng kiên trì tới giây phút cuối cùng. A, à, ở phía xa vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Thành. Hắn bị trúng xét bay loạn khắp nơi, cơ thể không còn ra hình người, từng mảng xương trắng héo lộ ra khiến người ta nhìn mà phát sợ. Rầm, trên trời, từng tia sét lại giáng xuống. Chết tiệt, Diệp Thành tức tối nhảy ra khỏi hướng mà tia sét đánh xuống. Tiên hỏa, sau tiếng hô gọi, Diệp Thành triệu gọi chân hỏa khiến nó hóa thành đám mây, Diệp Thành bước lên mây cứ thế bay lên trời, chân khí được đẩy vào nắm đấm, tốc độ và sức mạnh phối hợp với nhau, nắm đấm với sức mạnh tuyệt đối được tích tụ. Rầm. Một tia sét lại giáng xuống, lúc này Diệp Thành cũng vung nắm đấm địch lại. Đột nhiên Diệp Thành vừa bay vào hư không ban nảy thì lúc này như ngôi sao rơi từ trên trời xuống cứ thế tạo ra một cái hố trên mặt đất. Ta đây mới chỉ tiến tới cảnh giới nhân nguyên mà mày đã muốn đánh chết ta rồi, không có cửa đâu, trong cái hố kia, Diệp Thành cố gắng bò lên, sau tiếng chửi, Diệp Thành lại lần nữa bước lên đám mây tiên hỏa sát phạt lên trời. Rầm. Hư không vang lên âm thanh dữ dội, lại là một tia sét giáng xuống. Phá cho ta. Diệp Thành tức tối hét lên vung nắm đấm hướng lên trời. Đùng. Đột nhiên nắm đấm của hắn bị phá tan, cơ thể giống như lần đầu tiên bị đẩy xuống dưới ngã vật vào một tảng đá khổng lồ khiến nó vỡ tan diệp thành liên tục phun ra máu xương cốt trong người không biết đã gãy mất mấy đoạn diệp thành ở phía xa sắc mặt sở huyên tái nhật sức mạnh của thiên kiếp đã vượt qua mọi sự dự đoán của cô diệp thành vừa mới tiến giới sao có thể địch lại nổi không thể chết được trong cái hố có ánh sáng vàng kim chiếu rọi đây là lần thứ ba diệp thành bước lên đám mây tiên hỏa bay lên trời thiên kiếp kết thúc rồi, sở huy ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó một đạo thần hồng bay về phía Diệp Thành. Ngay sau đó, cô hiện thân bên cạnh mép hố. Trong cái hố kia, Diệp Thành hôn mê nằm đó, cơ thể bốc khói đen, thân hình thảm hại, hắn không còn hai bên cánh tay nữa, rất nhiều vị trí đầu xương lộ ra với màu đen kịch. Diệp Thành, sở huyên xuất hiện bên cạnh Diệp Thành. Cố gắng đầy linh lực nhanh nhất có thể vào cơ thể hẳn, thấy Diệp Thành vẫn còn khi tức cô mới thở vào nhẹ nhóm nơi này không thể ở lại lâu, sở huyên ôm dịp thành dậy, một bước lên trời, bay nhanh về phía hàng nhạc tông, chương 189, sở huyên kinh ngạc, khu rừng yêu thú lúc này trở nên hoang tàn, trên mảnh đất rộng lớn là cả mảng màu đen kịch, toàn hố là hố, những cây cổ thụ cao chọc trời cũng bốc khói đen, từng tảng đá vỡ vụn, cảnh tượng như thể nơi này vừa xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa. Không lâu sau đó, từ tứ phương liền có kẻ mạnh cưỡi thần hồng tới, đó là một lão già, Nhìn đạo bào của người này thì chính là người của Chính Dương Tông. Là ai độ kiếp? Lão già đảo mắt nhìn rừng rậm trước mặt, trong ánh mắt chợt lóe sáng. Tiếp sau đó lại có một người phụ nữ trung tuổi mặc đạo bào xuất hiện ở đây. Người của Thanh Vân Tông cũng tới nghe ngóng sao? Lão già của Chính Dương Tông liếc nhìn người phụ nữ kia một cái. Vừa hay ta đi qua đây, người phụ nữ này mỉm cười, nói, Vương đạo hữu có biết ai độ kiếp không? Ta không gặp người độ kiếp có lẽ đã chết dưới thiên kiếp kia rồi, lão già bên chính dương tông đáp lời với vẻ mặt thản nhiên. Vậy vương đạo hữu cho rằng là ai đang độ kiếp? Người phụ nữ trung tuổi nhìn lão già bên chính dương tông, mặc dù vẻ mặt ông ta không tỏ thái độ gì nhưng bà ta vẫn có thể tóm được một số thông tin có ích. Lão già bên chính dương tông vuốt râu trầm ngâm một lúc sau đó lắc đầu. Liệu có phải là người của hàng nhạc tông? Người phụ nữ trung tuổi nói với giọng ý tứ. Hàng nhạc tông. Lão già kia bật cười, Hàng Nhạc Tông có thể có được một người với khả năng thiên bẩm giỏi như vậy sao? Cô thật sự cho rằng tất cả mọi người đều có thể như Huyền Linh chi thể sao? Nghe tới Huyền Linh chi thể, người phụ nữ trung tuổi kia bất giác cau mày. Đợi thôi, 10 ngày nữa Huyền Linh chi thể của Chính Dương Tông ta nhất định sẽ khiến cô được mở mang tầm mắt, lão già bên Chính Dương Tông nhếch miệng cười. Bỏ lại một câu rồi quay người đạp trên trường hồng rời đi. Nhìn lão già bên Chính Dương Tông trong đôi mắt người phụ nữ trung tuổi kia chợt hiện lên ánh nhìn lạnh lùng, thế nhưng bà ta cũng quay người biến mất khỏi đây. Ở nơi khác, Sở Huyên di chuyển với tốc độ nhanh nhất bay về Ngọc Nữ Phong. "Tỷ, tỷ về rồi à?" Thấy Sở Huyên quay về, Sở Linh liền nhảy tới giống như một thiếu nữ ngây thơ không hiểu thế sự vậy. Có điều khi cô trông thấy bộ dạng của Diệp Thành, cô chợt cau mày, "Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?" Tới Ngọc Linh Trì rồi nói, Sở Huyên nhanh chóng bay về phía Ngọc Linh Trì sở linh vội theo sau. Sở huyên để Diệp Thành vào trong ngọc linh trì rồi vội lấy ra túi đựng đồ, nhét vài viên linh đan và trút thêm linh dịch với linh khí dồi dào vào miệng hắn, sau đó cô còn khởi động tụ linh đại trận ở đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao hắn lại thành ra thế này ạ? À? Sở Linh nhìn Diệp Thành thoi thóp trong Ngọc Linh Trì rồi lại nhìn sang Sở Huyên với ánh mắt khó hiểu, hai người gặp phải kẻ mạnh sao? Sở Huyên khẽ lắc đầu, vừa dẫn linh khí vừa nói, tên tiểu tử này sau khi tiến giới tới cảnh giới nhân nguyên thì kéo thiên kiếp đến. Thiên, thiên kiếp. Bên Ngọc Linh Trì, sở Linh nghe sở Huyên nói vậy thì mặt mày không sao tin nổi, tỷ tỷ đang đùa với muội phải không? Hắn mới tới cảnh giới nhân nguyên sao có thể gặp thiên kiếp được? Giỏi giang như trưởng môn sư Huynh cũng chưa bao giờ kéo theo thiên kiếp. Tỷ có chắc thiên kiếp là do hắn kéo tới không? muội thấy như ta đang nói đùa sao? Sở huyên vẫn không ngừng xoay vần linh khí sao chấm sao có thể sở linh vô thức nhìn diệp thành đang hôn mê trong bề nước linh khuôn miệng hé mở trong phút chốc không nói nổi nên lời nhìn cơ thể không còn ra hình người của diệp thành thì quả thực là do sét gây ra rồi sở linh chợt cảm thấy choáng váng tu luyện cả trăm năm sự việc ngày hôm nay quả thực đã vượt qua nhận thức của cô không phải sở linh chưa từng gặp người độ kiếp thế nhưng những người độ kiếp không phải thay đổi tạo hóa thì khả năng cũng phải vượt trội khác người một tên tu sĩ mới vừa lên cảnh giới nhân nguyên mà đã kéo theo thiên kiếp với khả năng hiểu biết của sở huyên thì trong sử sách của đại sở chưa từng có tiền lệ tên tiểu tử này có khả năng vượt trội vậy sao nhìn diệp thành bên trong bể nước sở linh thầm nhủ trong đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc phía này sở huyên đã thở vào nhẹ nhõm cũng may về kịp diệp thành trong đen đuối nhơ nuốt bên trong bể nước đã được tẩy sạch những vết bẩn trên khắp cơ thể cũng nhờ có việc tẩy luyện của Linh Dược nên vết thương trên người hắn đã nhanh chóng hồi phục. Linh Nhi, việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, sở huyên thu lại ánh mắt từ phía Diệp Thành rồi nhìn sang sở Linh. Đến trưởng môn sư Huynh cũng không được nói sao ạ. À. Sở Linh hỏi thăm dò. Ít nhất tới bây giờ không thể nói, sở huyên khẽ giọng, việc này càng ít người biết càng tốt, còn chuyện thiên tịch đang đã khiến đại sở phải loạn lên rồi, những tên gian tế do nhất điện lưỡng tông gài vào hàng nhạc tông chúng ta cũng chưa tìm ra để bảo vệ diệp thành được chu toàn, chúng ta phải thận trọng vả lại. nói tới đây, sở huyên ngừng lại một lát, nhìn sang diệp thành, vả lại hắn còn là một luyện đan sư, luyện luyện đan sư, hắn là luyện đan sư. sở linh lại lần nữa kinh ngạc, cô nhìn sang sở huyên với ánh mắt ngỡ ngàng, tỷ, sao muội chưa bao giờ nghe tỷ nói tới chuyện này? nói tới đây, sở huyên không khỏi cau mày, vẻ mặt kỳ lạ, ta cũng vừa mới biết, tên tiểu tử này còn có chân hỏa trong người chân hỏa. Rõ ràng sở linh cũng lại lần nữa kinh ngạc, cô quay sang nhìn Diệp Thành, vẻ mặt không sao tin nổi, tỷ, tên đồ đệ này của tỷ cũng thần bí thật đấy. Trên một ngọn núi xinh đẹp ở chính Dương Tông, một nữ nhân trong bộ y phục màu trắng đang đứng thẳng người. Khuôn mặt được che bởi lớp mạng che, dưới ánh trăng chiếu rọi trong cô như vị tiên nữ hạ phạm, thanh khiết vô ngần. Người này chẳng phải là cơ tuyết băng sao. Phía sau cô, một nữ đệ tử mặc đồ trắng đang đi lên, trước tiên là hành lễ với cơ tuyết băng sau đó mới khẽ giọng nói, cơ sư tỷ, muội đã nghe ngóng rồi, ở hàng nhạc tông không có tên đệ tử nào tên Trần Dạ. Không có. Cơ tuyết băng cao mày, giọng lạnh hẳn lại, lẽ nào hắn ta lừa ta? Sư tỷ đừng lo, 10 ngày nữa là đại hội Tam Tông, nếu theo như sư tỷ nói thì người đó nhất định sẽ tới. Hy vọng là vậy. Chương 190, Thiên Lôi, đêm khuya, Diệp Thành tỉnh lại từ trong cơn mộng mị, những vết thương chằng chịt được liền lại lại thêm hắn có khả năng hồi phục bá đạo nên lúc này hai cánh tay bị sấm sét đánh gãy cũng đã được ngưng tụ lại phù sau tiếng thở dài mang theo tàn khí diệp thành từ từ mở mắt cảnh giới nhân nguyên ánh mắt diệp thành hân hoan hắn kiểm tra cơ thể mình một lượt hắn nhận ra cơ thể mình có rất nhiều sự thay đổi đầu tiên là xương cốt trên từng đoạn xương còn có ánh sáng bao quanh trông vô cùng rắn rỏi còn kinh mạch cũng dày hơn và dẻo dai hơn, đến cả dòng máu chảy trong người cũng thêm ánh vàng sáng chói, toàn thân dồi dào sinh lực khiến Diệp Thành vui mừng vì sức mạnh bá đạo này. Đương nhiên điều khiến hắn cảm thấy vui nhất chính là vùng đan hải của mình. Đạt tới cảnh giới nhân nguyên nên vùng đan hải của Diệp Thành không chỉ lớn hơn mười mấy lần, bên trong vùng đan hải ánh vàng kim chiếu rọi, chân khí cuộn trào, trông như biển cả màu vàng ống ánh tràn đầy sức sống vậy. Đợi đã! Diệp Thành chợt thét lên. Hắn nhìn vào vùng đan hải và phát hiện ra có vật thể màu đen kỳ lạ. Trong vùng đan hải ống ánh kia, vật thể hình tròn vô danh đó hiện lên rõ rệt. 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 Khi Diệp Thành đưa mắt nhìn, vật thể kia chốc chốc lại phát ra âm thanh khác thường. Xét. Diệp Thành cuối cùng cũng nhìn ra được vật thể đen kia là gì, đó chẳng phải là một khóm xét màu đen sao. Đây. Diệp Thành ngỡ ngàng rồi lại nhìn sang tiên hỏa của mình. Tiên hỏa của hắn vẫn còn tác dụng, bao quanh khóng xét kia rồi cứ thế nhảy nhóc quanh nó khóng xét hình tròn màu đen không đụng đậy gì cứ thế lơ lửng bất động có vẻ như đang muốn nói với tiên hỏa cúc ta đây không muốn quan tâm tới ngươi sao trong cơ thể mình lại có sét diệp thành nhìn chầm chầm vào phần sét màu đen kia mày chui ở đâu ra vậy có điều phần sét màu đen kia vẫn bất động chỉ tĩnh lặng lơ lửng ở đó chuyện gì thế này diệp thành gãi đầu có sét bên trong cơ thể hắn cảm thấy không được tự nhiên, có trời mới biết nó làm loạn trong vùng đan hải thì hắn chắc chắn sẽ ăn không tiểu. Không phải là lúc mình độ thiên kiếp rồi phần thiên lôi đó lưu lại trong cơ thể mình chứ. Linh Quang vừa xuất hiện, Diệp Thành xoa xoa cầm. Nghĩ vậy, Diệp Thành thiết lập mối liên hệ với phần xét màu đen kia sau đó triệu gọi nó ra ngoài. Ngay sau đó phần xét ra khỏi vùng đan hải nằm trong lòng bàn tay hắn. trệt, trệt Xét trong tay. Diệp Thành có thể nghe ra rõ ràng âm thanh nó phát ra, từng đường lôi điện xuất hiện giữa các khẽ ngón tay khiến hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng khiếp mà phần lôi điện này chứa đựng. Sét vốn dĩ là loại bá đạo nhất trong nhiều thuộc tính, người cùng cảnh giới có sự trợ chiến của sét thì khả năng tấn công nhất định rất mạnh mẽ. Nghĩ rồi, Diệp Thành lấy một hòn đá rắn chắc bên bể ngọc linh trì, sau đó để nó lơ lửng trong lòng bàn tay rồi đẩy vào phần sét kia. Thread. Ngay sau đó, hòn đá kia lập tức bị đường lôi điện đánh tan nát. Hay lắm, Diệp Thành xoay xoay tay, lôi mặc dù nguy hiểm nhưng hắn có thể cảm nhận được một cảm giác thân thiết với phần lôi điện trên bàn tay mình. Đều do trời đất sinh ra, mày và tiên hỏa có lẽ là một sự tồn tại cùng tầng bậc. Sao mình lại cảm thấy như mình nhặt được bảo bối thế nhỉ? Tiên hỏa, thiên lôi, hi hi hi. Diệp Thành với tâm trạng hồ hởi, hắn lật tay thu lại thiên lôi sau đó vương vai, sức mạnh khủng khiếp trong có thể khiến hắn hưng phấn hắn có tự tin có thể đối kháng trực diện với tu sĩ ở cảnh giới chân dương diệp thành đứng dậy nhảy ra khỏi ngọc linh trì sau đó đi về bên ngoài thế nhưng ngay sau đó hắn lại vội vàng chạy tốc lực quay lại tỉnh rồi à cơn gió mát thổi tới sở linh nhẹ nhàng đi tới tỉnh tỉnh rồi à diệp thành cười còn khó coi hơn là khóc bị sở linh nhìn như vậy hắn thật sự có cảm giác không được tự nhiên cảm giác bị sét đánh thế nào. Sở Linh ngồi trên phiến ghế đá bên cạnh, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt hứng thú nhưng cũng chỉ nhìn một cái thôi đã phải thu ánh mắt lại rồi. Khô nờ kh ông ra làm sao, nói tới thiên kiếp, Diệp Thành liền rùng mình, suýt chút nữa thì nó khiến con chết dập rồi. Nói cũng phải, thiên kiếp mạnh như vậy, từ xưa đến nay chỉ có những bậc tiền bối với khả năng kinh người mới kéo theo thiên kiếp. Một tên tu sĩ ở cảnh giới ngưng khí như hắn mới chỉ đột phá lên cảnh giới nhân nguyên mà đã bị sét đánh rồi. Hắn tin rằng ông trời muốn diệt hắn. "Ngươi bớt chê đi, Sở Linh nói bằng giọng chẳng mấy dễ chịu, không biết có bao nhiêu người muốn nhờ thiên kiếp để tôi luyện cơ thể, có những người hết kiếp cũng chẳng thể gặp thiên kiếp một lần, so với bọn họ thì ngươi thấy ngươi có hạnh phúc hơn không?" Cũng đúng, Diệp Thành gãi gãi đầu. Quả thực, sau khi trải qua thiên kiếp hắn cũng có thêm được gặt hái cơ thể rắn rỏi hơn linh hồn cũng nhờ thiên kiếp mà được cột rửa mặc dù có đau đớn nhưng lại thu được rất nhiều này cầm lấy nó phía này sở linh lấy ra hai cái vòng phát sáng ở trong túi đựng đồ diệp thành vừa nhìn thấy vòng đã nghĩ ngay tới nguyệt tinh thất tinh hoàng hắn suýt thì quên khi đổ kiếp nguyệt tinh thất tinh hoàng bị sét đánh bay đi lần này sở huyên lại chuẩn bị cho hắn cái vòng khác cho xem nhanh lên sở linh tròn mắt nhìn diệp thành tỷ ta nói rồi trong lúc tỷ ấy không có ở đây thì ta tu hành với ngươi, dám không nghe lời cẩn thận ta cho ngươi một trận đấy. Trong chốc lát, Diệp Thành chỉ cảm thấy hai vai nặng trĩu. Sức mạnh toàn thân cũng bị đè nén, trên lưng hắn như đang vác theo tảng đá cả nghìn cân. Đêm nay ngủ cho ngon, ngày mai tỉnh dậy ta đưa ngươi đi tu luyện ma đạo, sở linh thản nhiên nói. Tu luyện ma đạo? Lại nữa sao? Diệp Thành tròn mắt, hắn cảm thấy như trời đất muốn sụp đổ đến nơi, Rơi vào tay Sở Linh không chết cũng bị lột lớp da, sư phụ của con đâu?" Diệp Thành hỏi dò. Không nói cho người biết, Sở Linh nói một câu khiến Diệp Thành suýt chút nữa thì phun ra máu. Chương 191: Đi linh hồn, ban đêm, Diệp Thành đứng lặng hồi lâu trước ngôi nhà nhỏ bằng tre, tắm mình dưới ánh trăng, tận hưởng sức mạnh dồi dào khi đã vào được cảnh giới nhân nguyên. Bên cạnh hắn là hình nộm Tử Huyên, nó đứng thẳng tắp như một cây lao, mặc dù là hình nộm nhưng vô cùng xinh đẹp. Phong Lưu đứng dưới ánh trăng trong sáng cũng lẳng lặng hấp thu tinh hoa, cực kỳ quỷ dị. Đã. Diệp Thành bật cười lớn tiếng, hắn trở tay lấy kiếm thiên khuyết ra, sau đó múa kiếm trước ngôi nhà trúc nhỏ. Không biết từ bao giờ, khi người đẫm mồ hôi hắn mới dừng lại. Diệp Thành vung tay cắm thanh thiên khuyết trên đất rồi xoay cổ, nhìn hình nộm tử huyên ở nơi không xa, cười nói, từ khi nâng cấp cho ngươi lên hình nộm huyền cấp vẫn chưa đánh với ngươi lần nào, lại đây đi. Nói xong Diệp Thành dùng suy nghĩ, ra lệnh cho tử huyên tấn công. Ngay lập tức hình nộm tử huyên di chuyển với tốc độ cực nhanh, giống như một bóng ma, thoáng chốc đã sát phạt tới trước Diệp Thành, vung tay phất ra một đạo đại ấn. Bác hoang quyền. Diệp Thành không lùi bước mà tiến về phía trước, kết hợp cả tốc độ và sức mạnh, hòa với ý chí chiến đấu vô địch, tung ra một đấm. Khi chống lại thiên kiếp, hắn đã lĩnh ngộ được bác hoang quyền từ chân lý của bác hoang Cảm. Hắn cũng đã dựa vào bát hoang quyền để chống lại tia sấm sét cuối cùng của thiên kiếp. Dùng từ ngang ngược, bá đạo để hình dung quyền này là cực kỳ hợp lý. ầm! Chưởng và quyền va chạm phát ra tiếng nổ ầm vang, Tử Huyên sừng sững không nhúc nhích, mà Diệp Thành thì lại bị lùi về sau. Tốt lắm, Diệp Thành cười lớn rồi lại lao tới sát phạt lần nữa, vung ra bát hoang quyền. Tốc độ của hình nộm Tử Huyên không hề chậm, hơn nữa còn áp chế được Diệp Thành, ra tay càng hung hiểm hơn ầm quanh hoành, hoành. trận chiến giữa hai người càng lúc càng gây cấn tiếng ầm vang liên tục vang lên tử huyên cũng có đủ tư cách để thi triển bí pháp huyền mễ có sự hỗ trợ của tụ linh phù nó liên tục tung bí thuật đánh về phía diệp thành khiến hắn không ngóc đầu dậy nổi còn diệp thành tuy đã rơi vào thế yếu nhưng vẫn như một con sư tử thô bạo càng chiến càng hăng khí huyết trong người sụp sôi có thể một mình chiến đấu với tề dương và dương bân mà không thất bại quả nhiên ngươi không bình thường trong trận chiến diệp thành không chỉ một lần kinh ngạc cảm thán khi thật sự giao chiến với tử huyên hắn mới phát hiện sự đáng sợ của hình nộm nữ nhân này không biết từ lúc nào trận chiến kết thúc tử huyên lại đứng thẳng như cây lao ở một bên quần áo có chút sọc xệch trên người có nhiều vết thương nhưng đã từ từ hồi phục còn diệp thành thì đã ngã gục dưới đất chiến đấu cả đêm cho dù trong người hắn có đang hải và chân khí dồi dào thì cũng kiệt sức hắn nhếch nhác thảm hại toàn thân đầy máu. Hắn nằm dưới ánh trăng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng sở linh đã đến, thấy Diệp Thành vẫn đang ngủ say thì sách hắn đi. Tiền bối định đưa con đi đâu? Diệp Thành bị sách đi thì vừa kêu gào vừa vùng vẫy. Im miệng, sở linh tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thành. Diệp Thành chỉ đành im lặng không nói, mặc cho sở linh sách mình đi như sách gà, sau đó bay lên mây tới ngọc nữ phong, bước vào ngọc linh động phủ nơi sở linh bế quan cô thả hắn vào trong thạch thất. Thạch thất không lớn. Chu vi khoảng 50 trượng, không có đồ trang trí gì, mỗi hướng đông tây nam bắc đều có một bia đá ngọc cao hơn hai trượng. Trên bia đá ngọc được khắc phù văn rườm rà, chính giữa có một chữ linh lớn hơn một chút. Đây là đâu? Diệp Thành quan sát một lượt rồi hỏi sở linh. Linh thất, sở linh trả lời rất thản nhiên, sau đó vẽ một vòng tròn khoảng 10 thước ở chính giữa thạch thất. Ngươi đứng vào đó, sở linh nhìn Diệp Thành mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng diệp thành vẫn ngoan ngoãn chạy vào vòng tròn đây là linh thất chuyên dùng để luyện linh hồn sở linh bắt đầu giới thiệu cho diệp thành khi nói còn chỉ vào bốn bia đá ngọc dựng ở bốn hướng đông tây nam bắc bốn bia đá ngọc này được gọi là bia linh hồn một khi giải được cấm chế sẽ tự động phát ra tiếng trung tiếng trung ấy chính là để công kích linh hồn thật kỳ diệu diệp thành xoa cầm thầm nói ngọc nữ phong này có rất nhiều thứ quái lạ Bây giờ ta sẽ giải cấm chế của bia linh hồn, Sở Linh nói rồi chỉ vào vòng tròn dưới chân Diệp Thành, "Còn ngươi, không được ra khỏi vòng tròn này." "Đơn giản vậy thôi sao?" Nghe giọng điệu thoải mái của Diệp Thành, Sở Linh khẽ nhướng mày, khóe môi nở nụ cười quyến rũ, "Ừm, đơn giản vậy thôi. Nếu ngươi chuẩn bị xong rồi thì sẽ bắt đầu ngay bây giờ." "Được." Diệp Thành đứng yên, hít sâu một hơi. Lát nữa nếu đau có thể hét ra thoải mái. Câu này của Sở Linh khiến Diệp Thành thẳng thốt. Ngay sau đó một tay Sở Linh kết ấn, miệng khẽ nói, "Mở." Ngay tức khắc, bốn bia linh hồn đồng loạt rung lên, phù văn trên đó cũng sáng lên. Ù ù. Ngay sau đó bốn bia linh hồn rung lên, tiếng rung nhắm vào chính giữa thạch thất, nói chính xác hơn là Diệp Thành đang đứng trong vòng tròn trung tâm. Lúc này Sở Linh ở bên cạnh đã rất tự giác bịt tai lại. A. À. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu như chọc tiết lợn của Diệp Thành vang lên. Những âm thanh rung động từ bốn phía vọng vào đầu hắn, khiến đầu hắn ong ong như búa bổ. Cảm giác thế nào? Sở Linh tuyệt tai cười tủm tỉm nhìn Diệp Thành, thấy Diệp Thành đau đớn, kiểu xìu thì khá vui sướng. Ta chỉ có thể bị động chịu đựng thế này thôi sao? Diệp Thành vừa ngồi sổng ôm đầu vừa gào lên. Sau khi sở Linh đi, Diệp Thành ôm đầu quỳ trên đất, tai, mắt, mũi đều chảy máu. đi linh hồn rất kỳ lạ, phát ra tiếng rung tấn công trực tiếp vào linh hồn, là sự tồn tại vô hình. Dù cho thực lực diệp thành rất mạnh nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể bị động chịu đựng. A, à. khi chịu đựng đến cực điểm, diệp thành ôm đầu gào to, cảm giác đầu như muốn nổ tung. Bên ngoài thạch thất, sở linh tìm một chỗ dễ chịu rồi ngồi xuống nhàn nhã cắt móng tay. Thi thoảng lại liếc về phía thạch thất, thỉnh thoảng trong đôi mắt đẹp lại hiện lên tia nhìn khác thường. Cô lẩm bẩm tự nói, nửa tiếng rồi, khả năng chịu đựng linh hồn của tiểu tử này vượt xa dự tính của mình không lâu sau sở huyên quay lại liếc mắt nhìn diệp thành trong thạch thất rồi mới nhìn sang sở linh hắn vào bao lâu rồi